Sài Gòn chật nắng chật mưa. Tình Y đang đứng ở trên con đường 3/2 Trần Quốc Toản anh chị, ngay chỗ ngã 6 Dân Chủ, đầu đường luôn. Sau lưng Tình Y là những con đường như là Hiền Vương, Lê Văn Duyệt, hướng này về Cây Gõ. Cứ thấy mưa rồi ngừng lại tấp vào để mà áo mưa giống như mọi người thôi. Sài Gòn là như thế anh chị. Thế là chúng ta về bùng binh Cây Gõ ngắm mưa, ngắm mưa rơi Sài Gòn. Tới sáng thì nắng chang chang, bây giờ lại mưa rồi đó. Đến mùa mưa thì tất cả xe gắn máy của mọi người đều có áo mưa anh chị. Cứ mưa thấy là ngừng lại mà áo mưa. Và anh ấy cũng muốn chạy một đoạn ngắn trên con đường này để anh chị ngắm mưa cùng với Tinh Y. Rất là thích ngắm mưa. Trời mưa to rồi. Con đường 3/2 Trần Quốc Toản ở khúc này rất là đẹp anh chị. Chạy về con đường Cao Thắng đó, anh chị có nghe mưa tiếng mưa rơi lập bọp không? Mưa như thế này thì tội những cái gánh hàng rong anh chị. Trời nắng thì không sao, nắng nóng chút xíu thôi, nhưng mà mưa như thế này là coi như là cứ đâu có đi bán được. Mà chú ở góc nào đó mọi người cũng đâu có ghé mà mua mà ăn đâu. Ta thấy mưa vậy mà áo mưa lật đật chạy về nhà, hoặc là tới tìm tới những cái điểm trú mưa. Mưa quá to. Mấy hôm nay thời tiết Sài Gòn là vậy anh chị, cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Thời tiết Sài Gòn giống như người con gái đỏng đảnh mới yêu vậy đó. Giận hờn vu vơ cũng không biết được. Mới chạy qua con đường Cao Thắng. Bây giờ con đường Cao Thắng anh chị, nó có con Cao Thắng nó dài. Bây giờ buôn bán thì cũng rất là nhộn nhịp, đa số là quán nhậu. Mấy phải là học viện hành chánh quốc gia chị ha. Cứ đi trong mưa như thế này thì xin đi lâu lâu nhắc lại vài địa điểm để anh chị nhận ra khúc nào. Đi trong mưa như này thích lắm. Bây giờ thì đầu tháng 9 rồi anh chị, hết tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa xin đi cố lại trời mưa rồi. Mấy bên phải là có một cái khách sạn Kỳ Hoa. Kỳ Hoa là trụ sở bốn bên ngày xưa đó, đình chiến ngày xưa. Và Việt Hóa Đạo, mà tiếng Nam gọi là Việt Hóa Đạo. Bây giờ là một ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. Nhà hát Hòa Bình. Cuộc sống diễn ra cũng bình thường anh chị. Tất cả mọi người đi giao hàng, đi mua bán. Những anh taxi, những anh xe đa ôm vẫn chạy đón khách. Mới đi qua con đường, một con đường Lý Thái Tổ, ngày xưa là Lê Túc Chí. Và mé trái là chúng ta có những con hẻm để mang theo vào chợ Chuồng Bò. Chợ Chuồng Bò bây giờ nó chỉ là một cái chợ phường thôi anh chị. Chợ phường của quận 10. Và đèn xanh đèn đỏ trước mặt anh chị đó là con đường Sư Vận Hạnh. Mé trái là con đường Sư Vận Hạnh cũ anh chị ha. Để chúng ta về
chung cư Ứng Quang, chung cư Minh Mạng, rồi chùa Ứng Quang, mái phải là sư Trần Văn Hạnh nối dài chân hành mới. Chúng ta sẽ vượt qua cây cầu vượt anh chị ha, vượt qua con đường giao lộ Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương, Thành Thái. Nếu mà đi mé phải thì chúng ta tới cái chợ cá Trần Quốc Toản năm xưa. Ngày xưa mà nghe nói là đi ngang đây là bắt đầu là nghe hôi rồi, nghe hôi mùi cá đó anh chị. Nhưng bây giờ nó trở thành cái mo, giờ đi lại nó cũng đường xá nó thông thoáng. Và theo cái hướng nhìn này á, nhìn vào bầu trời thì cái khu vực quận 6, cây gõ chắc hết mưa rồi anh chị. Không còn mưa nữa, trời nó trong rồi. Rồi là chiều lại mưa. Tình này cứ nhí nhảnh hồn nhiên thôi, nhí nhảnh hồn nhiên chở anh chị đi, nhí nhảnh hồn nhiên nhưng đi đó. Mình vừa qua Nguyễn Tri Phương, con đường Nguyễn Tri Phương có hàng cây rất đẹp. Hướng này thì chúng ta sẽ về trường Đô Phú Thọ nha anh chị ha. Những cái mảnh đất như là trường Đô Phú Thọ, rồi Nhị Tỳ Quảng Đông, rồi đi vào Đầm Sen là hướng phải. Hướng trái thì chúng ta sẽ về sân vận động Thống Nhất, ngày xưa là sân banh Cộng Hòa, rồi chợ Nhật Tảo, chợ Nguyễn Tri Phương. Đó, những cái địa điểm mà anh chị rất là quen trên con đường Trần Quốc Toản này. Trời bắt đầu là tạnh mưa rồi, kệ chở anh chị ngắm mưa cùng với Tinh Ni, nghe tiếng mưa lộp bộp, nhớ lại những cái ngày những anh chị định cư ở nước ngoài đó. Tất nhiên ở đâu cũng có mưa, nhưng mà cái mưa Sài Gòn rất là đặc biệt. Nhớ những ngày còn khó khăn ngồi trong cái mái tôn nghe lộp bộp trong những cái buổi mưa dầm, rồi có một tí cơm nguội, một tô cá kho tộ, hoặc là ngày xưa có ăn cái món gì ta, kho quẹt lại tấp mỡ anh chị ha, kho quẹt tấp mỡ thấy quẹt quẹt lên ăn cơm nguội, ăn ăn mà ngon bá cháy bò chét, ngon ghê luôn. Ngày xưa thì anh chị có dùng cái từ ngữ là ngon ghê không? Ngon ghê luôn, trời ơi lớn ghê luôn. Bữa nào anh chị nói với lại anh, các anh nói lại các chị nói trời ơi bữa nay sao em đẹp ghê luôn đó, để coi mấy chị phản ứng như thế nào. Đẹp ghê luôn, đẹp mà cố, đẹp ghê. Rồi chúng ta đi thẳng anh chị ha, đi thẳng về con đường có cơ điều mé trái và Lê Đại Hành mé phải. Có cơ điều thì chúng ta nhớ đến chợ Thiết, một ngôi chợ rất nổi tiếng ở quận 11. Mình đi qua cái con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thụy nha anh chị ha. Mái phải là trường về trường Đại học Bách Khoa, trường Kỹ thuật Phú Thọ năm xưa đó, cư xá Lữ Gia, cư xá Bắc Hải. Bây giờ trường Đô Phú Thọ trở thành một cái mảnh đất vàng rồi anh chị. Nơi đó thì chuẩn bị những cái dự án như là chung cư. Tình đi cứ hối tiếc khi mà đi ngang trường Đô Phú Thọ ngày xưa đó. Khi mà lên đây thì ta còn đua ngựa, không có đi coi. Bây giờ
muốn coi cũng đâu có. Đối với cái quận Tân Phú ngày hôm nay tách ra quận Tân Bình rồi quận Thông thì có mấy anh, một số hộ gia đình ta nuôi ngựa anh chị, nài ngựa rồi tắm ngựa ở cái dòng kênh, cái nhìn hình ảnh nó hơn ngay lắm đó. Ở đây khu ren chị thấy không, hướng quẹo phải là Nhị Tỳ Quảng Đông, bây giờ nó có một cái tên là cái tên Lãnh Minh Thăng, để đi về Đầm Sen đó anh chị. Và tới đây thì chúng ta thấy là không có một cái giọt mưa nào, nhìn đất anh chị thấy không, khô rang. Mà nãy ngay chỗ ngã sáu Dân Chủ lại mưa tầm tã, mưa mù trời. Cuộc sống này ví như cơn mưa anh chị, tình yêu cũng giống như cơn mưa, có lúc này lúc kia, lúc kia, lúc nắng lúc mưa, lúc buồn lúc vui, lúc yêu thương lúc giận hờn. Nhưng Sài Gòn mãi mãi vẫn thế, nắng mưa và con người mình vẫn thế anh chị ha, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc là vui rồi. Mấy trái là con đường Tà Uyên, ngày xưa là Tôn Thọ Tường anh chị. Nói Tôn Thọ Tường thì chúng ta nhớ tới những cái lò heo quay, vạch quay anh chị ha. Sydney sẽ hướng về Phú Lâm nha anh chị, để đi trọn vẹn con đường Trần Quốc khoảng 3 tháng 2 này. Xe cộ ngoài đường cũng nhộn nhịp. Bây giờ thì khoảng là 11 giờ 30 phút rồi, nhưng đường xá thì vẫn nhộn nhịp. Hôm nay thì các em học sinh là vào trường để nhận lớp rồi. Ngày 5 tây tháng 9 là khai giảng. Dự định là khai giảng online, nhưng mà mấy bữa nay dịch cúm thì nó không có lây lan cộng đồng. Cũng qua một tuần rồi, chỉ có những ca như nhập á, ca mà người ta đi lao động nước ngoài về á, thì cách ly thôi, có những cái ca đó. Nên chính vậy là các em vẫn tập trung khai giảng. Khi mà mặc áo mưa như thế này mà trời không mưa thì có một cái chuyện rất là vui. Đôi khi em phải mặc áo mưa cho nó khô anh chị, khỏi phơi. Thế là đi được, đi tới những cái địa bàn là không mưa và trời nắng gắt mà thấy có một cái thằng nhóc chạy xe gắn máy mà áo mưa, người ta nghĩ là nó bị hâm. Nhưng mà Sài Gòn lúc nào cũng có những người hâm giống vậy anh chị, tại vì đó, ở đây khô rang là rất là nhiều người mặc áo mưa nè. Ta muốn là coi như là kết thúc cái hành trình người ta đi, người ta cởi áo mưa ra. Tới đây thì nó có một số con đường, một số địa danh như là Xóm Đất, Hàng Hải Nguyên, mấy phải là Hàng Hải Nguyên anh chị ha. Nơi đây thì có những cái địa danh như là Lò Siêu, Xóm Đức, kênh ngay chỗ cái kênh Lò Gốm thì có Xóm Lò Gốm. Và mé trái mé phải là những cái con hẻm đang xem, và người dân thì cứ bám theo cái hẻm đó trở thành một cái khu xóm. Ngày xưa đến ngày nay vẫn thế. Và đến khúc này là mé phải là quận 11, mé trái là quận 6 anh chị ha. Đến Chợ Lớn rồi đó, địa bàn Chợ Lớn. Và xin y sẽ vượt lên cầu vượt cây gõ. Tới đây thì anh chị, khi mà lên cầu cây gõ mé trái là anh chị thấy cái nhà đỏ đỏ là Rạp Hát Quốc Thái ngày xưa.
Rồi mé phải là chùa Gò, còn gọi là chùa Phụng Sơn, một ngôi chùa cổ của Đức Chợ Lớn. Đó, rồi lên cầu anh chị thấy nè, cái đây cầu vượt cây gõ anh chị, đó là Hát Quốc Thái. Kiến trúc cũng thế, giờ nó xuống cấp lắm rồi. Thôi kệ, trời không mưa như thế này thì nó cũng đỡ, nắng nóng chút xíu thì người ta đi bán hàng còn được anh chị, chở hàng không bị ướt, rồi mấy chị đẩy xe đi bán hàng nó dễ dàng hơn. Đặc biệt là những người mà buôn bán nước, nước xanh, nước mát anh chị, trời mà nắng nóng thì bán càng nhiều, chứ trời mưa lạnh lạnh thì không ít ai uống lắm. Đó, vượt qua dốc cầu rồi, chúng ta về cầu Ông Buôn, Bùng Binh Phú Lâm. Một ngôi trường kỷ niệm là trường Mạc Đĩnh Chi, đó là một ngôi trường có tiếng ở quận 6. Từ xưa đến giờ rồi, đó là trường điểm anh chị. Bây giờ nó là trường cấp 3. Em nào thi vào trong trường Mạc Đĩnh Chi là điểm tốt nghiệp lớp 9 là phải cao, thi chuyển cấp điểm phải đạt, nên các em học đường Mạc Chi là rất là hãnh diện. Rồi, trên đây lên cầu Ông Buôn nha. Cầu Ông Buôn này thì dưới dòng kênh nó giao với lại kênh Lò Gốm và kênh Tân Hóa. Giờ cầu đường Sài Gòn rất là nhiều cái đường mới, nhiều lúc là xin đi cũng không có nhận ra anh gì. Ví dụ những cái khu vực như Hóc Môn, Bình Chánh thì khó nhận ra, quận 12, Thủ Đức. Rồi đến Bùng Binh Phú Lâm thì xin đi cũng muốn tạm chia tay với anh chị với video clip này. Ngắm mưa rơi Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, nóng đảnh như con gái mới yêu vậy anh chị. Và xin đi sẽ tạm chia tay với anh chị và các bạn. Hy vọng rằng cuộc sống anh chị lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Hình ảnh Bồn Binh Phú Lâm cũng nói lời chia tay với anh chị và các bạn. Anh chị luôn khỏe nha. Sunny xin stop cái clip này ở đây. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sunny Đòn. Bye bye anh chị. Hẹn gặp lại. Bye bye. Trước khi bye bye thì Sunny cũng muốn cho anh chị nhìn sơ. Trước mặt chúng ta có con đường dẫn chúng ta tới xa cảng miền Tây. Ngày xưa là tên là Lục Bỉnh, công viên Phú Lâm. Mé trái này là con đường Nguyễn Văn Luông, ngày xưa là có tên là Triệu Trị. Để về con đường Hậu Giang, ra dòng kênh Tàu Hủ, dòng kênh Lò Gốm. Mé phải này thì chúng ta sẽ có cái chợ Phú Lâm. Mé bên trái thì có con đường Bà Hôm, đi thẳng băng qua xa lộ Đại Hàng để về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Mái phải là cái con đường Tân Hòa Đông, cũng ra xa lộ Đại Hàng anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Một lần nữa kính chúc anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại. Bye bye.